Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Hân nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi anh chào Hân. Dạ chào anh Thái, chào quý cô chú anh chị ạ. À. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã ủng hộ em cái video rồi ạ. À. Thì vừa nghe hôm nay là một số mặt hàng hoa giấy giao lưu tới cho cô chú anh chị mình ạ. À. Thì đây, em không nói thời gian của chú anh chị, em lên mình mã số 1 nha. Là một em ghép hai màu ạ. À. Có trắng tiết và hồng tiết nha quý cô chú anh chị. Ngang 45. Tổng cao cho mình được là 60. Hoành cổ cho mình là hoành 14. Dạ hoành 14 rồi. Mã số 1 này em xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 280 ạ. À. 280 mình đã bao gồm phí vận chuyển cho mình luôn ạ. À. Tiếp theo em lên mình mã số 2. Một cây tím bướm form đặc của anh chị em. Em ra thông số cho mình ạ. À. Ngang 50. Tổng cao 62. Hoành 10, dạ hoành 10 rồi. Mã số 2 này tím bướm em xin giao lưu tới cô chú anh chị giá là 230. 230 em đã bao gồm phí vận chuyển ạ. À. Bông nếu mà đi đường xa có rụng hoa, rụng lá một xíu cô chú anh chị mình thông cảm, tứ phân tứ thuốc lại là sẽ bông gỗ như trên clip nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã số 3. Một cây tiểu Ấn Độ anh chị em. Ngang 38. Tổng cao 85. Hoành em nói cho mình đó là hoành 16. Rồi mã số 3 tiểu Ấn Độ này em xin giao lưu tới cô chú anh chị giá là 260 ạ. À. 260 cho em mã số 3 tiểu Ấn Độ ạ. À. Tiếp theo em lên cho mình mã số 4. Tím bướm à. Ngang 55. Tổng cao mình được là 50. Hoành em nói cho mình đây là hoành 10. Dạ hoành 10. Rồi mã số 4 này tím bướm em xin giao lưu tới cô chú anh chị giá là 220. 220 cho em tím bướm mã số 4 ạ. À. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5. Dẫn là em tím bướm ạ. À. Ngang 47. Tổng cao 60. Quỳnh cổ nó cho mình đây là quỳnh 9. Dạ quỳnh 9. Rồi mã số 5 tím bướm này em xin lưu tới cô chú nhiệm với giá là 230. 230 cho em tím bướm mã số 5 ạ. À. Tiếp theo mã số 6. Cũng dẫn là em tím bướm ạ. À. Ngang 45. Tổng cao 55. Hoành cổ cho mình đây là hoành 14. Dạ hoành 14. Rồi mã số 6 này em cũng xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 230. 230 cho em tím bướm mã số 6 ạ. À. Tiếp theo em lên mình mã số 7 là em hồng gân ạ. À. Ngang 40. Tổng cao 68. Hoành cho mình đây là hoành 11. Dạ hoành 11. Rồi mã số 7 hồng gân này em xin hai màu hồng gân và tím bướm này em xin lưu tới cô chú mức chị mức giá là 220. 220 cho em hai màu mã số 7 ạ. À. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8 là em cam lửa. Ngang 50. Tổng cao 68. Hoành 13, dạ hoành 13. Rồi, mã số 8 này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 240. Em đã bao gồm phí vận chuyển nhanh like luôn ạ. À. Tiếp theo em lên cho mình mã số 8. Dưa hấu đỏ một cốt của anh chị em. Mã số 9 ạ. À. Mã số 9 là dưa hấu đỏ. Đàn kẹo búp à. Ngang 40. Tổng cao 75. Hoành cho mình đây là hoành 16. Dạ hoành 16 rồi. Mã số 9 dưa hấu đỏ này em xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 280. Em đã bao gồm phí vận chuyển nhanh like luôn ạ. À. Cây này hai màu anh chị em. Có hoàng kim vàng nè. Vàng hoàng kim. Dạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 10. Cây lửa nhiều màu anh chị em. Ngang 55. Tổng cao cho mình được là 75. Hoành em lo cho mình nên là hoành 20. Dạ hoành 20. Rồi mã số 10 một em nhiều màu này em xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 350 ạ. 350 cho em mã số 10. Cam lửa, đỏ lửa, ruby tím lửa, hồng lửa. 4 màu. Tiếp theo, em lên cho mình mã số 11. Một cây tím bướm à. Form đặc. Ngang 44. Tổng cao 70. Hoành em lên cho mình đây là hoành 10. Dạ hoành 10 rồi. Mã số 11 tím bướm này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 220 ạ. À. 220 cho em tím bướm mã số 11. Tiếp theo em lên mình mã số 12. Hồng gân quý anh chị. Ngang 50.
tổng cao 60. Quành anh em nơi cho mình là quành 12. Dạ quành 12 rồi, mã số 12 Hồng Gân này em xin giao tới cô chú anh chị mức giá là 250 ạ. 250 cho em Hồng Gân mã số 12. Tiếp theo em lên mình mã số 13. Một cây tím tuyết siêu bông. Cây này đế nơm cao quá anh chị em. Form tròn xe ha. Ngang cho mình là 50, tổng cao 72. Quành cỏ đem ra cho mình được là quành 17. Dạ quành 17 rồi, mã số 13. Tím tuyết này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 300.000. 300.000 cho em tím tuyết mã số 13. Em xin xuống ạ. À. Tiếp theo em lên mình mã số 14. Một cây tiểu Ấn Độ. Ngang 42, tổng cao 55. Quành em ra cho mình là quành 9. Dạ quành 9 rồi, mã số 14 tiểu Ấn Độ này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 220 ạ. 220 cho em tiểu Ấn Độ mã số 14. Tiếp theo em lên mình mã số 15. Cây hai màu tuyết quý anh chị em. Tím tuyết lá xanh. Ngang 35. Tổng chiều cao mình được là 57. Và cẩm thạch tím tuyết. Quành nó lên cho mình là quành 11. Dạ quành 11 rồi, mã số 15. Em hai màu tuyết này em xin giao tới cô chú anh chị mức giá là 230. 230 cho em mã số 15 hai màu tuyết ạ. À. Tiếp theo em lên mình mã số 16. Một cây Sophia đổi màu. Ngang 40. Tổng cao 72. Quành em lo cho mình đây là quành 10. Dạ quành 10 rồi, mã số 16. Sophia này em xin giao tới cô chú anh chị mức giá là 220 ạ. À. 220 cho em mã số 16 ạ. À. Tiếp theo em lên cho mình mã số 17 ạ. Một cây rượu vang. Ngang 54, tổng cao 65. Hoành cho mình đây là hoành 15. Dạ hoành 15. Rồi mã số 17 này em xin giao tới cô chú anh chị mức giá là 250 ạ. 250 cho em mã số 15 17 ạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 18. Sakura bờ lai cam, dòng lá nhỏ anh chị em, siêu bông. Ngang 38, tổng cao 52. Hoành cổ cho mình đây là hoành 18. Dạ hoành 18. Rồi mã số 18 này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 240. 240 cho em mã số 18. Tiếp theo em lên cho mình mã số 19. Một cây cam lửa. Ngang 42, tổng cao 76. Quành em cho mình là quành 13. Dạ quành 13. Rồi mã số 19 này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 280 ạ. 280 em đã bao gồm phí vận chuyển trên like luôn ạ. Tiếp theo em lên cho mình mã số 20. Cây rượu vang, cây mini quý anh chị em. Ngang 35, tổng cao 52. Quành cho mình là quành 9. Dạ quành 9 rồi, mã số 20. Này em xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 220 ạ. 220 cho em mã số 20. Tiếp theo em lên cho mình mã số 21. Một cây tím bướm à. Kẹo búp trần của anh chị em. Ngang 53, tổng cao 72. Quành đây mình lên quành 16. Dạ quành 16 rồi, mã số 21 này em xin giao lưu tới cô chú anh chị mức giá là 300. 300 ngàn cho em mã số 21 tím bướm ạ. À. Dạ. Nụ rất là nhiều luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em lên cho mình mã số 22. Hồng ruby và ngang 46, tổng cao 66. Quành nó đem cho mình là quành 21. Dạ quành 21 rồi, mã số 22 này em xin lưu tới cô chú anh chị mức giá là 420. 420 cho em hai màu mã số 22. Hồng ruby và dưa hấu vàng của anh chị em. Tiếp theo em lên cho mình mã số 23, cũng là mã số cuối cùng của em ạ. À. Cây đỏ lửa. Ngang 62, tổng cao 74. Quành cho mình là quành 17. Dạ quành 17. Rồi mã số 23 này đỏ lửa em xin giao tới cô chú anh chị mức giá là 380 ạ. 380 cho em đỏ lửa. Mã số 23 cũng là mã số cuối clip của em ạ. À. Rồi à, cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi clip của em ạ. À. Mong cô chú anh chị mình ân hệ alo qua số điện thoại với em nha. Rồi chào cô chú anh chị, chào anh Thái. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn em Ngọc Hân nha.
Ngoài những cái mã số trên clip thì vườn còn có số lượng nha. Quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Pháp Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha vườn.